lười rau chân thật, từ chối đành sao vì ngọt đất quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn lá lơi câu dòng cô về thăm mảnh đất An Giang, châu đông chia bà hai mươi ba tháng tư đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an, đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an, về thăm Kiên Giang dòng thuyền biết thứ an biên, chiều qua Hà Tiên đông qua hoặc đất gò quao, Cà Mau mến yêu vui trời u minh sớm vui ngọc hiệp tranh tàu cho dạ cô chú có khỏe không ạ? À, hình như là chúng ta vắng nhau cũng đã gần gì mới có một tháng thôi mà. Ủa đợt con hát Hà Nội là ngày mấy ta, tháng mấy ta? Lớn lại tiếng. Ờ 8 tháng 10 bữa nay mới có 3 tháng 11 mà là chỉ có một tháng thôi. Không cộng thêm. Dạ. À, hôm nay thì có mặt tại May Sài Gòn thì gặp được những gương mặt rất là thân thương, thì con cảm thấy rất là vui, và không biết nói gì hơn, con xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã đến đây ủng hộ cho con. Và tiếp tục thì con xin phép được gửi tặng đến tất cả các cô chú anh chị một ca khúc miền Tây luôn. Ca khúc được mang tên Anh Về Miền Tây của sĩ Minh Vi ạ. À.
cớ sao quên bạn. Anh nhớ em đêm nay, anh sẽ về, sẽ về miền Tây. Anh về miền Tây, đường quê nghe tiếng ai hò, sông nước lăng tăng buồn trôi theo ánh trăng non. Cầu tre chiều quê cùng anh ngắm hoàng hôn, buồn hắt buồn hiu mến mông ngó đất trời. Anh về miền Tây tìm em đã lỡ chuyện đò, câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng tôi giờ xa bên tình yêu, chiều ngắm hoàng hôn bây giờ yêu quên mình.
anh nhớ bữa nay khán phòng đông quá cho nên con hơi run. Và với lại hôm nay thì con hát toàn là những ca khúc mới thôi, cho nên là lỡ mà có quên lời chút xíu mong cô chú anh chị sẽ bỏ qua cho con ạ. Buồn có sáu hậu trừ 4. Dạ, và ca khúc tiếp theo là cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc được mang tên Buồn con sáu sậu ạ. Chiều chiều anh đứng ngó bên sông, buồn thương con sáu sầu. Khi lúa mùa trổ đồng thơm bông, buồn cho con sáu sầu, nô lệ bay xô lòng mà bay. Trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Hò ơi, tiếng pháo hoa từng bờ rộng ràng nhai, chim sáo về nơi đâu, ai buồn ai thương nhớ. Xin nhắn lời cho nhau với nhớ mong đêm ngày, tiếng chim kêu đâu đó nỗi xa hơn nỗi gần. Môi mày anh không dám, em bằng lòng làm vợ anh không? Chiều anh đứng ngó bên sông, buồn thương con sáo sầu. Khi lúa mùa trổ đồng thơm bông, buồn cho con sáo sầu, nô lệ bay xô lòng mà bay. Ai nhanh trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Trăng tròn đẹp đôi,
khi anh thấy em vui cười. Đó kìa buồn tiếng khóc, tiếng chim kêu đau lòng. Ngó lơ anh không thấy em tươi cười vui cùng người ta. Sao kìa buồn tiếng khóc, tiếng chim nghe đau lòng. Ngó lơ anh không thấy em tươi cười. Vui cùng đại gia đình xanh đột chuối, gửi lời chào sức khỏe đến toàn bộ cả nhà, lời chúc sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. À, cả nhà ơi, cả nhà có khỏe không? Cả nhà có còn say không? Ai còn say thì để nguyên, ai chưa say bật chế độ say từ bây giờ đến 8 giờ tối mai. Nhớ nha, nhớ cài view cho con trai cưng nha, con rể tôi đó. Con, trong niềm hân hoan chào đón MV, cô chúc mừng con bằng một bó hoa rất là xinh tươi, to bự. Chúc con đặt nhiều triệu view nha. Rồi, đây là quà ăn vặt của con. Rồi, chụp cho cô một tấm câu, một tấm hình nè. Cảm ơn cả nhà. Dạ, chào Cường, cô là Yến, chào Ben ha. Thì đây là món quà của toàn bộ fan club, những người mà vì yêu Cường mà đến. Cho nên là đây là hôm nay cô hoàn thành nghĩa vụ của cô. Là một cái mic rất là đẹp và phù hợp với giọng hát của con. Thì toàn thể fan club rất là mong là có một ngày được nghe con hát bằng cái mic này. Đây là tình thương của toàn bộ những người ngồi đây và những người ở xa và đã đóng góp để tặng cho con món này. Mong con tiếng hát của con sẽ ngày càng bay cao bay xa. 3 là coi như là người Hải Phòng đến đây hôm nay tặng con bó hoa và chúc con, bà thấy rất là ngưỡng mộ đời hát của con càng ngày càng tiến bộ và chúc con mạnh khỏe nhé. Cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, và sau đây con xin gửi tặng đến cô chú anh chị một ca khúc nhạc ngoại lời Việt, ca khúc được mang tên Mùa Thu Lá Bay ạ. Cộng 1. Cô chú anh chị giơ những cái ánh đèn lên được không ạ? À? Một ngày sống bên em sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã một tháng năm. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi. Ngồi ấm bên thương lòng đớn đau, nghe tình rên rít trong tim sâu. Mùa thu lá bay em đã đi rồi, vỡ ta nỗi bao giấc mộng.
sẽ muôn đời. Dẫu cho mưa rơi đã một tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, tao nhiều cây đắng, tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi. Dạ khoan khoan. Dạ em. Dạ dạ. Chết con rồi. Dạ. Mang cái áo giáp ra giùm con cái. Trời ơi, dạ. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi. Trời gì vậy? Cứu con, cứu con. Dạ, dạ, mấy bạn có nói gì không? Bạn có muốn... bạn có muốn nói gì không? Dạ. Sao anh không ghép tin nhắn em? Dạ thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Đứng im ha. Mà đừng có làm gì không? Đứng đứng vàng 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 ra xíu. Hả? Không phải không thích đứng gần mà mình đứng dây ra trước chụp hình cho nó đẹp. Hả? Thì mấy bạn đứng xích lên đi. Dạ, cứu con chứng này được không? Dạ, rồi chụp xong chưa cô? Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Dạ. Dạ hồi nãy mới ra thì con áp lực 1 mà đứng đây áp lực 10. Cô và Phan Cúc Hải Dương tặng con bó hoa. Dạ, fan Hải Dương tặng ca sĩ Hồ Văn Cường show 3 tháng 11 nhà hát thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn cô.
À, cảm ơn ba, mấy cô rất là nhiều. Cô đại diện cho cái nhóm Mười Thương tặng con. Giờ con đọc cho bà, chứ bà không đọc được ha. Dạ. Dạ, và để không làm mất thời gian nữa, con xin phép được gửi tặng đến cô chú chị một ca khúc Bolero, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, ca khúc được mang tên Chuyện Đêm Mưa.
Dạ, Lan Nguyễn xin chào đại gia đình mình ạ. Lan Nguyễn xin chúc gia đình mình nhiều sức khỏe để đồng hành cùng con trai Hồ Văn Cường ạ. Mỗi lần lên sân khấu rất là run, nhưng mà thương con quá cũng cố gắng lên. Dạ, hôm nay cô lên đây muốn nói với con là... Nói gì con? Con rất thành công. Con thời gian qua con rất là thành công, con rất là giỏi, con đã làm được những gì con đã muốn làm. Cô rất là thương con nhưng mà không có gặp con được. Mỗi khi ở nhà cô nhớ con cũng khóc rất nhiều. Con có thể nghe nhạc của con từ 8 giờ sáng mà tới 2 giờ đêm. Nhà cô có nhiêu điện thoại, có mấy cô nghe hết. Cô không có lúc nào mà không nhớ tới con hết á. Thôi, cô thấy con rất là thành công, cô rất là mừng. Cô thấy con trưởng thành mỗi ngày. Cô rất trân quý con. Còn cô đã làm tất cả những gì con muốn làm. Cô chúc con MV Người ơi đừng bỏ quê thành công tốt đẹp. Cô chúc con ngày càng thăng hoa trên nghệ thuật. Cô rung quá mà cô ráng nói mấy câu. Cô chúc con nhiều sức khỏe và luôn luôn tiến tới những bước sau này còn lại thành công rực rỡ trên mọi lĩnh vực. Đây là món quà của cô Yến Lê tặng con 200 đô. Và cô Yến Lê cũng giống như cô muốn nói rất nhiều, nhưng mà cô Yến Lê bên Mỹ, chắc cô sau sau cô năn nỉ cô Yến Lê sẽ về, có dịp về Tết luôn. Đây là bó hoa của cô tặng cho con. Cô muốn đi show nào cô cũng muốn đi á, nhưng mà cô say xe quá, với lại cô cô huyết áp rất là cao, có nhiều lúc cô chóng mặt cô té nên cô không dám đi xa. Mong con thông cảm. Cô định nói cô là fan mới chứ cô nhớ con. Con nhớ cô lần đầu không? Con có ôm cô một cái. Nhưng mà cô rất là thương con nha. Dạ, chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gửi bao nỗi nhớ tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau chiều yên nắng đổ còn tình đâu ngày xưa yêu nhau đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều nhớ mùi tóc em chú chị cho ta chị Kiều Anh một đầu tay thật lớn đúng không ạ? Xin phép được gửi lời chào trân trọng tất cả quý vị ạ. Ồ hôm nay đến gia đình xanh đọc chuối ạ. Chị mặc xanh chuối luôn. Chị mà nói, chị ở trong mà chị mới nói là chị ngồi xuống đó là em không biết chị ngồi đâu luôn đó. Dạ không, chị ngồi dưới là chắc chắn là em thấy chị đầu tiên. Thấy chị đầu tiên đúng không? Dạ. Đúng rồi, cảm ơn em nha. Trời đã xanh chuối rồi mà còn cái này gọi là cái gì? Cái gì? Kim sa học lụ hả? Kim sa học lụ. Dạ. Đó, là nó là chị sợ là em không thấy chị nên là chị phải trang điểm tí xíu đó. Nhưng mà em nhìn đi mọi người đèn rồi quá trời, chị làm đâu có lại. Chị đứng ở trên đây thôi chứ chị xuống đó là chị không có làm lại. Em đang định kiếm mấy cái túi màu xanh lá quý vị. Mà không kiếm có, thiệt sự em nể quý vị, thật sự kiếm đâu cái túi màu xanh lá, thật sự luôn á. Dạ ở dưới siêu lắm chị, cô chú chị ở dưới siêu lắm. Siêu kiếm lắm. Từng cái nhỏ, rồi cái lớn, rồi cái lớn hơn mà xanh chuối không. Xanh chuối không. Mà ví dụ cho chị hỏi nha, mà kiểu mình lý do như thế nào mình yêu mà xanh chuối như vậy được? Chị hỏi lịch sử được không? Dạ để nói mà lịch sử để em yêu cái màu xanh chuối á, thì em cũng không biết sao nữa. Hồi đó ăn bánh chuối nhiều dữ lắm phải không? Dạ chắc vậy quá. Ừ, ở dưới quê thích ăn bánh chuối đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi thôi bây giờ đi em đi vào trong nghỉ ngơi chỉnh trang lại thì thấy đổ mồ hôi quá trời, thương quá quý vị ơi. Hả? Trời ơi, con bé này thiệt tình cái kiểu vô vô liền luôn à. Hãy cho nghỉ ngơi đi cưng. Em cảm ơn quý vị nhiều nha. Bây giờ em hát một bài xoay động được không ạ? Dạ, xoay động tí xíu của mình quậy tí xíu ha. Đó, để cho con Út ngồi ở chổng là đứng ngồi không yên luôn. Rồi, ca khúc được mang tên là Mong một ngày anh nhớ đến em. Mong một ngày quý vị khán giả sẽ nhớ đến Oanh à. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Được không quý vị ơi? Hey. Trong đêm mê man từng dòng thư em trao anh với những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì anh đây đâu chỉ yêu mình em. Ngày xưa tình
Dạ, cảm ơn Phi Linh nhiều. Rất là yêu quý Kiều Anh nha. Dạ, cảm ơn. Tặng em. Dạ, em cảm ơn chị. Trời ơi, em cảm ơn chị. Sẵn lên mình lên đây rồi, em muốn biết tên được không? Chị cho chị MC miền Bắc. Chị tên là Thiện. Chị Thiện, trời ơi, cái mặt của chị là giống như cái tên của chị. Còn cái mặt của em giống như cái tên của em là Oanh, là Lanh Chanh lắm. Trời, dạ cho em hỏi tên chị luôn được không? Chị là cái mùa đẹp nhất trong bốn mùa đó em ạ. Cái mùa mà nó đẹp như những bông hoa này nè. Dạ, đối với em bốn mùa, mùa nào cũng đẹp, nhưng có một mùa đẹp nhất đó là mùa xuân. Là chị là Ngọc dạ. Xuân. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị thật nhiều. Dạ. Đó, đâu có đâu, nãy giờ á là ở đứng ở phía trong có để ý cái túi của cô. Đính chính với em, chị không phải là Việt Kiều nha. Xô Cần Thơ, em nói chào cảm ơn cô Việt Kiều, chị là Việt Nam. Là Việt Nam. Đây là địa chỉ cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Dễ thương quá. Dạ, cảm ơn tình cảm của đại gia đình Xanh Đọt Chuối. Lần trước em hát ở Cần Thơ với Cường. Dạ. Em nói là lần sau mà em hát với Cường, em sẽ nhất định phải kiếm một bộ đọt chuối em mặc. Dạ thay có bộ đồ thôi làm gì mà cô chú chị dưới ồn. Em chị đang nói tới cái lúc mà yêu một cậu bé, lúc mà cậu bé mới vào nghề, cậu bé còn mặc một cái áo dài trắng trắng ha, mang quốc mộc hay gì đó. Rồi cho tới khi cậu bé mặc một cái vest trắng lịch lãm. Rồi cho tới khi cậu mặc một cái áo jean như thế này. Thôi bây giờ nói em tôi đã trưởng thành rồi. Yeah. Em tôi đã thành thanh niên rồi. Khi nào mà biết yêu và biết giấu cành hồng trong tủ, trong bàn á, lúc đó còn đặc biệt hơn nữa. Có gì nói chị nghe nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Có gì gì nhắn tin riêng chị. Ừ, nhắn tin riêng. Yeah. Rồi. Hôm nay á, em biết là chị bệnh đúng không? Mà bệnh mà hát như vậy đó, cô chú anh chị. Bệnh mà hát như vậy đó. Em. Có mọi người với có em nữa. Chị hát đây chị vui vậy, không biết xuống sao như thế nào. Nhưng mà trên sân khấu là vui vậy đó. Dạ. Yeah. Đó, đứng với em là vui. Đó. Dạ, và Kiều Anh xin phép quý vị, Kiều Anh được vào bên trong uống thuốc. Nhường sân khấu lại cho Cường. Cảm ơn Cường rất là nhiều. Và cho em xin một tràng pháo tay nữa cho band nhạc ngày hôm nay được không ạ? Tất cả các anh chị và May Sài Gòn ạ. Cảm ơn ekip đã đưa Hồ Văn Cường cũng như tất cả quý vị đến gần với nhau hơn. Cảm ơn quý vị. Ở đây hát giỏi nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Thì, sau đây con xin gửi tặng đến cô chú anh chị một ca khúc lắng động. Về mẹ, ca khúc được mang tên Mẹ Tôi, của nhạc sĩ Minh Vi ạ. Gặp nhau như lúc mới quên ban đầu, cớ sao em ngại ngùng. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại. Kể chuyện tha phương chưa lần phải nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi đâu mà tìm. Nhiều đêm cô đơn tựa sông cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Mới năm cánh biệt chỉ vui đêm nay,
đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa rồi tôi vẫn là của nói con thì phải nhanh hơn rồi phải không? Bà chúc con là lúc nào sức khỏe dồi dào đặng con mới có thể là để mà phát triển cái tài nghề của con mỗi ngày một thăng hoa hơn nữa. Còn có đây là cái chúc hoàng mọn của bà, nó không có giá trị gì hết, nhưng mà là tấm lòng của bà gửi cho con. Dạ, cảm ơn bà rất là nhiều. Dạ rồi, cảm ơn bà. Dạ. Cô chú anh chị buồn ngủ chưa ạ? Dạ, đợi say cuối giờ ha. Dạ, cuối giờ con cho say. Dạ, và sau đây con xin gửi tặng đến cô chú anh chị một ca khúc lần đầu tiên con hát. Bài hát được mang tên Hồi tưởng của sĩ Lê Minh Bằng ạ. Trắng đêm sông đen tôi biết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, ghé thân đôi đầu xanh đón nhau khi bình minh, gói tay nhau tàn cánh, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cành. Thời gian thấm thoát
rồi càng thêm nhớ, nhớ thương thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biển một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi hỡi người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa bay mùa ngâu, lòng mình chỉ muốn yêu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Trong giấc
giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ nhớ thương này em đã
trở về. Phủ xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thước tha, cho hồn đắm say. Cuộc tình ngờ dài lâu, ngủ sâu vòng tay em ái. Chờ em đến tình thôi xót xa. Dạ bây giờ say nha, hỏi về luôn. Khi đêm môi em còn đỏ mộng, anh muốn nói anh yêu em. Khi em còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng đàn, về lại gần hôn anh đi. Lại gần hôn anh sẽ đến mặt trời. Lại gần hôn anh, hay em đến chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, thành vì ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn anh sẽ đến mặt trời. Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, thành vì ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn anh, anh sẽ đến mặt trời. Lại gần hôn anh, hay em đến. Còn trên đầu em muốn nói em yêu anh. Bao nhiêu yêu thương trên đời,
thành vị ngọt trên đôi môi. Khi đêm môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu em. Bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi. Dạ, con xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã đến đây ủng hộ cho con Live Show 3/8/11 ngày hôm nay ạ. Và đừng quên ủng hộ cho MV Người ơi đừng bỏ quê của con nha. Lại gần hơn ai, thấy em ghé anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Ủa tự nhiên ai đưa cho con cái túi sách vậy trời? Cái túi sách này là để đựng bill đó con. Dạ này đi bán vé số được ạ. Dạ rồi bằng trang cô đơn để chào tạm biệt tất cả con chú anh chị nha. Hát chung với con nha. Ôi. Cô chú anh chị có thể lên đây rồi đây. Đừng khóc, đừng buồn nhé. Chờ thêm đớn đau tàn đêm nay là mình chia tay xa cái phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lê rơi đứng chờ. Em ơi còn gì cho nhau hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi trốn giấu bao kỷ niệm. Trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với. Lệ rơi đứng chờ. Em ơi còn gì cho nhau hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi trốn giấu bao kỷ niệm. Trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với anh vầng trăng cô đơn. Xa rồi em nhớ gì không, xa rồi dấu yêu thuở nào. Xa rồi em nhớ gì không. Xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi trốn giấu bao kỷ niệm. Trôi theo